Còn thấy nó ngọt ngọt, nhát thứ hai bắt đầu thấy nó cùn đi rồi. Thôi test xong rồi vô trong rũa tiếp, rũa lần sau ra test tiếp. Rồi anh em xem video nhớ like, nhớ thả tim và đăng ký kênh cho Tổng Bãi nha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi đến hết clip này. Đây là cái cách mà mình rũa xích nha anh em, rũa làm sao cho cái mép nó thật là mỏng thì nó sẽ rất là bén nha. Rồi chúc anh em thành công, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.